bằng bánh canh ha, thì anh ăn theo luôn. Chứ còn mì tôm ở nhà ăn hoài. Cho cô hai tô bánh canh riêng chả, là chồng mình dạ, vậy thôi. Đẹp trai ha. Bánh canh rươi chả nha các bạn. Hôm nay Quang đậu cùng với vợ đi ăn và giới thiệu cho các bạn biết nè, chỗ bánh canh tôm hùm ở Phan Thiết mình rất ngon nha các bạn. Khi nào về Phan Thiết là mình dẫn các bạn đi nha. Chút hương sắc mùa xuân.